Thì em xin gửi từ các bác một cái mã sản phẩm, đó là đũa ngọc đến từ thương hiệu Hàn Quốc này. Đấy, em đang dọn kho nên là giá tri ân cực kỳ là rẻ luôn các bác nhá. Cực kỳ là rẻ luôn, chỉ có là 15k cho một chục này thôi. Các bác nhà có công, có việc, có dỗ, có chạm nhiều thì các bác sắm ngay cho em một cái mã sản phẩm này về nhá. Đấy, gấp chống trơn, chống trượt cực kỳ là ok luôn. Mà cái phần đầu của nó này, thiết kế nhìn rất là sang trọng, đẹp và lịch sự nhá. Chỉ có 15k cho một chục thôi, tính ra chỉ có 1.500 cho một đôi này thôi, quá là rẻ luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã này nhá, số lượng không còn nhiều ạ. Em chỉ còn đâu đấy 100 đôi thôi, các bác chốt đơn cho em nhá. Và tiếp theo thì em xin được gửi từ các bác một cái sản phẩm ly giữ nhiệt nhá, đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng Americao. Thì với cái mã sản phẩm này, cái phần kết cấu của nó chính sẽ được là kết hợp bởi inox Su 304 nhá, và một phần nắp đậy bằng cường lực như thế này ạ. Thì kèm theo đó là một vòi hút nha các bác nhá. Thì các bác có thể quan sát ở bên trong cho em ạ, inox Su 304 nhá, cực kỳ là chắc chắn, dày dặn, sáng bóng như này luôn, chống han, chống rỉ, an toàn sử dụng tuyệt đối này. Đấy, và đây là một phần nắp, nó sẽ có phần khi mà chúng ta muốn uống ạ, không hút thì chúng ta sẽ bật cái phần này lên. Đấy, và chúng ta vít cái lỗ hút lại thì chúng ta sẽ uống ở cái phần này nhá. Chúng ta sẽ uống ở cái phần bên trên này. Đấy. Còn khi nào mà chúng ta muốn hút thì ở đây nó sẽ có một đầu mút cao su nhá. Đấy, hoàn toàn là chống rỉ nước của chúng ta này. Chúng ta ấn chặt khóa để cho nó quắp vào cái miệng thành này, và chúng ta lại mở cái phần cắm vòi hút ra và chúng ta cắm xuống và chúng ta hút nhá. Khi mà chúng ta cầm một cái cốc như thế này, đấy, để chúng ta uống những cái ly cà phê mát lạnh kèm đá nhá, hoặc là những cái ly sinh tố này, hay là những cái ly trà chanh, trà sữa đựng vào trong đây nhá, thì giữ nhiệt tuyệt đối an toàn từ 6 đến 8 tiếng cho em này. Rất là ok luôn, xịn sò nhá. Và với một cái mã sản phẩm này, em đang tri ân khách hàng trong buổi live ngày hôm nay, chỉ duy nhất trong buổi live ngày hôm nay nhá, ngày 20 tháng 6 ạ. Em xin gửi từ các bác với một mức giá tri ân chỉ còn là 55k. Đấy, 55k trên một em ly này nhá. Trời ơi, em bán không lờ lãi gì luôn, bán lấy tình cảm luôn các bác ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Và một mã nồi mới nhá, đến từ thương hiệu Sharp này, và được sản xuất tại Korea, Hàn Quốc cho em. Đó là dạng mẫu nồi thế hệ mới 3D nhá, rất được ưa chuộng và săn đón ở cái thời điểm hiện tại bây giờ. Đấy, bởi vì cái độ nấu cơm ngon, ngọt, chín đều, chín nhanh nhá các bác nhá. Đấy, sử dụng thì sử dụng bằng nút cơ này, cực kỳ là dễ dàng sử dụng cho em luôn nha các bác nhá. Và bây giờ em sẽ xin mở bên trong cho các bác quan sát ạ. Khi mở các bác cũng ấn nút cơ như này nhá, rất là dễ dàng luôn. Em xin được xoay ra đây ạ. Thì khi bên trong các bác mở ra, nó sẽ có một em nồi nhá, với cái em lòng nồi này này, siêu dày, siêu chắc chắn luôn. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em các bác nhá. Với cái lớp men chống dính là men đá hoa cương với công nghệ Hàn Quốc này. Đấy, chống khê, chống cháy này, cơm chín ngon tròn vị cho em, bởi vì cái độ truyền nhiệt dày dặn của nó nhá, rất là tuyệt vời các bác ạ. Và em sẽ tặng kèm các bác đó là một môi sứ cơm này. Đấy, kèm theo đó là một cái gáo để múc cơm, múc nước, múc gạo nhé. Đấy, kèm theo đó là một dây điện. Đấy, dây điện để cắm vào nguồn điện 220V để sử dụng các bác nhé. Và bên trong lòng nồi thì là đĩa điện của nó cực kỳ là rộng rãi rồi, để truyền nhiệt. Đấy, sôi nhanh, chín nhanh, mềm dẻo hạt cơm nha các bác nhé. Đấy, cái phần nắp vung của nó này các bác ơi, phần nắp vung thì được chế tác bởi những cái gioăng cao su rất là dày dặn để nó mút, để khi mà trong quá trình chín ủ bằng hơi ấy, nó sẽ không bị mất nhiệt các bác nhé. Còn đây là lỗ thông hơi khi sôi cơm này các bác ơi. Đấy, nó sẽ tự mở khi sôi, rất là tuyệt vời này các bạn. Thì với cái mã sản phẩm mẫu nồi cơm Sharp thế hệ mới này, với dung tích của nó là 1,2 lít nhá, em đã viết sẵn ra đây ạ, 1,2 lít, nó sẽ có giá là 450k, và nó sẽ phù hợp cho 4 đến 5 người ăn nhé các bác nhé. Còn với mã nồi cơm 1,8 lít sẽ bằng là 480k, phù hợp cho 5 đến 6 người ăn, hoặc là chuẩn bị vào dịp và đi học rồi các bác sắm cho con cho cháu cái mã nồi này. Đấy, cho con cho cháu đi học xa nhà thì cũng rất là tuyệt vời luôn nha các bác nhé. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Em sẽ bao ship kèm tặng quà nhé. Bao ship này. Đấy, bao ship và tặng quà luôn. Đấy, tặng quà với cái mã sản phẩm mới nồi cơm Sharp đến từ thế hệ Korea, Hàn Quốc này nhá. Và đây là dòng máy làm sữa hạt Osmark nhá. Và em muốn giới thiệu các bác này, một con máy này siêu thông minh luôn, với 6 chế độ các bác nhá. Một em máy làm sữa hạt thế hệ mới các bác nhá, đến từ thương hiệu Osmark cho em này. Nguyên một con máy này hoàn toàn đa chức năng cho em nhá, có thể thay thế đồng một lúc 5 thiết bị cho em luôn. Vừa có thể làm sữa hạt được này các bác này, vừa có thể là nấu cháo, hoặc là thay một con máy xay nhá, một con máy xay sinh tố cho em này, hoặc có thể là thay một chiếc ấm siêu tốc để đun nước. Đấy, và có chế độ nhá, ủ ấm giữ ấm thức ăn khi mà chúng ta chưa sử dụng ở trong đây. Và nó còn một chế độ đặc biệt nữa, nó là chế độ tự làm sạch các bác nhá.
Thì khi các bác sắm với cái con máy làm sữa hạt này về thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung cho gia đình những cái ly sữa hạt nguyên chất giàu dinh dưỡng nhá. Đấy, để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình này. Quan trọng là nó nguyên chất và nó an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi vì do chính tay chúng ta làm ra nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Hoặc chúng ta có thể đổi bữa bằng những cái bữa cháo. Đấy, ăn buổi sáng đổi bữa nhá. Đấy, những cái thì rất là tuyệt vời luôn. Thì với cái con máy này em sẽ cắm vào cho các bác test chức năng của nó nhé. Rất là ok luôn. Này, em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng luôn. Các bác quan sát vào màn hình giúp em ạ. Đây, đầu tiên khi các bác bật lên thì nó sẽ hiển thị như thế này. Các bác ấn vào đây để chọn chế độ nhé. Đấy, thì chúng ta cứ mỗi một lần ấn thì nó sẽ thay đổi một chế độ. Ví dụ chúng ta muốn đun nước, đấy thì chúng ta sẽ ấn. Đấy, là nó sẽ tự động đun nước nhé. Các bác xem, sôi cực kỳ nhanh luôn cho em này. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Thì với cái con máy này là thế hệ mới, nó có cái cơ chế nấu sôi ít bọt nha các bác nhé. Sôi ít bọt để chống tràn. Nó là một cái mã sản phẩm duy nhất và hiếm hoi ở trên thị trường có cái chế độ này nha các bác nhé. Và khác hẳn với những cái thiết bị khác thì cái lưỡi của nó này, lưỡi chém của nó bằng thép Su-304 nhá. Cực kỳ chắc chắn và dày dặn cho em này. Khi các bác làm sữa hạt bằng sữa đậu nành hay là ngô hay là hạt óc chó vân vân nhá, thì các bác hoàn toàn không phải ngâm mà cho trực tiếp vào đây cho em xay và chế độ hẹn giờ. Nếu mà nhanh thì 30 phút các bác đã có một cái ly sữa hạt thơm ngon rồi. Hoặc các bác có thể làm chế độ chậm nhanh tùy nhá. Các bác có thể quan sát giúp em ạ. Phần nắp là phần nắp chống trào kép nha các bác nhá. Các bác nhìn này, dù ở bên dưới có như thế nào đi chăng nữa thì phần bên trên vẫn khô cong như thế này cho em luôn nhá. Đấy, và cái con máy này nguyên lý hoạt động của nó thì độ ồn lại cực kỳ thấp nữa. Và bây giờ em sẽ cắm vào để test cho các bác nhá. Test cho các bác quan sát luôn. Khi các bác lắp thì các bác lắp khít cái này thẳng vào đây cho em nhá, thì nó mới chạy, còn không là nó máy không chạy đâu ạ. Nó thiết kế thông minh ạ. Đây, em sẽ cắm vào cho các bác này. Đấy, các bác có thể chọn chế độ nhá. Các bác ấn vào đây để chọn chế độ này. Đấy, ví dụ như đây là làm sữa nhá. Đấy, các bác muốn làm sữa thì các bác. Các bác thấy không ạ? Đấy, bắt nhiệt cực nhanh, cực kỳ nhanh sôi nhá. Đấy, để cho cái sản phẩm này nhanh chín, nhanh nhừ, thơm ngon nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Một ly nước sữa hạt, đấy, thơm ngon, bổ dưỡng, khác hẳn ở ngoài quán. Và kèm theo đó là thay 4 con máy ở trong nhà nhá. Một con máy làm sữa hạt, một con hầm cháo, một con xay sinh tố và một con ấm đun nước nóng cho em nhá. Đấy, và có chế độ làm ấm và tự làm sạch nhá. Rất là ok luôn. Các bác yêu thích cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Giá chỉ còn là 480k thôi. Đấy, 480k. Em xin trợ giá cho các bác trên một chiếc nhé. Máy làm sữa hạt em có bảo hành luôn nha các bác nhé. Các bác yên tâm chọn. Theo em xin gửi tới bác một cái mã sản phẩm hoàn toàn mới bên em nhé. Đó là mã sản phẩm băng dính trong hai mặt. Nói chung là cái độ chắc chắn và độ tiện ích của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Các bác có thể xem video nhé. Và em cũng đã test thử rồi, rất là ok luôn. Đó, các bác quan sát giúp em ạ. Không có khoan tường các bác nhá, không phải khoan tường chúng ta, không có khoan cửa, treo bất kỳ vật dụng gì vô cùng là chắc chắn luôn, nó rất là ok luôn các bác nhá. Đấy, khi mà bóc ra thì nó không hề để lại vết dính ở trên bờ tường hay nền đấy, em đã test thử này các bác này, vô cùng là khỏe, vô cùng là chắc chắn, mà trong bình của em có nước luôn nha các bác nhá. Đấy, trong bình của em phải còn nửa bình nước, em thấy rất là tuyệt vời, rất là chắc chắn luôn. Và với cái mã sản phẩm này, em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá, là 30k trên một cuộn này. Trên một cuộn đấy, rất là tiện luôn. Còn các bác mua từ 2 cuộn rồi lên, em xin gửi tới các bác là 50k 2 cuộn. Đấy, 2 cuộn quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta không phải khoan tường, khoan cửa mà dán treo tất cả các vật dụng mà chúng ta mong muốn nhá, kể cả nền nhà tắm luôn. Rất là ok nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Mã sản phẩm tiếp theo em xin được gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là cái mã sản phẩm ấm sắc thuốc điện nha các bác nhá. Đấy, ấm sắc thuốc điện, một sản phẩm đến từ thương hiệu công ty Casan Việt Nam nhá. Đó, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam chất lượng cao cho em. Đây là số home phone của công ty nhá. Đấy, và chế độ bảo hành của công ty là 12 tháng 1 đổi 1 cho em nhá. Rất là ok luôn, các bác hoàn toàn yên tâm khi lên đơn cho em với cái mã sản phẩm này ạ. Và chất liệu của ấm là được làm bằng gốm sứ nhá. Gốm sứ rất là dày dặn và đanh dạng như này cho em luôn các bác ạ. Dày dặn lắm. Và cái cối truyền điện của nó là cối đá bên trong nhá, lõi giữa nhá. Truyền điện đều khỏe để làm sao ạ? Để thuốc được nhừ. Đấy, được nhừ để làm sao truyền vị ra nước, để chúng ta uống nước nó sẽ làm sao thấm hết được cái vị thuốc để chúng ta là dưỡng bổ hay dưỡng bệnh, rất là ok nhá. Đấy, để nhanh khỏe, nhanh khỏi và rất là ok luôn cho em. Thì với cái mã sản phẩm ấm thuốc này dùng rất chi là đơn giản các bác nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm cho em cái chân ba ngạnh là vào đây. Đó. Và tiếp đến là các bác cắm vào cái nguồn điện 220V cho em, là các bác đã có
sau 2 đến 3 tiếng là các bác đã có những cái bát thuốc bổ, thuốc bắc, thuốc bệnh rất là ok nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và khi các bác cắm vào đây thì các bác bật cho em cái chế độ công tắc này nhá. Này, bật xuống cái chế độ o tròn này là chế độ on ạ. Đấy, thì nó sẽ báo đèn đỏ ở đây cho em. Đó là chế độ đang đun nhá các bác nhá. Chế độ đang đun cho em. Và khi mà đủ lượng nước thuốc đã đạt chất lượng rồi, đủ lượng nước còn lại thì ấm sẽ nhảy sang chế độ ủ ấm là đèn xanh cho em nhé các bác nhé. Nó sẽ tự động ngắt cho chúng ta luôn. Đấy, một con ấm rất là thông minh. Thì với cái mạ ấm này em xin hướng dẫn các bác sử dụng như sau ạ. Với đầu tiên thì chúng ta sẽ rửa thuốc và cho vào ấm. Và sau đến đó là chúng ta sẽ cho tối thiểu lượng nước là 1,5 lít nha các bác nhé. 1,5 lít trên một lần ạ. Và tiếp đến đó là các bác cắm điện này, cắm nguồn điện như em vừa hướng dẫn đấy ạ. Đó, và các bác chỉ việc chờ độ khoảng tầm 3 đồng hồ sau là chúng ta đã có bát thuốc đó và uống theo chỉ định nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn, rất là đơn giản và dễ dùng. Em sẽ gửi kèm theo cái tờ bảo hành và hướng dẫn sử dụng như này nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm lên đơn cho em ạ. Với cái mã sản phẩm ấm sắc thuốc dược liệu tâm thọ này thì em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 260k các bác nhá. 260k đó, các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay đó là cái mã sản phẩm mà khăn mặt đến từ thương hiệu Hàn Quốc cho em nhé. Đó, một cái mã khăn mặt rất là xịn sò, rất là được săn đón trên thị trường. Đó, thì em xin giới thiệu về sản phẩm ạ. Các bác có nhìn thấy đây, các bác quan sát vào màn hình giúp em nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy những cái sợi bông tự nhiên, nó rất là mềm mịn cho em luôn, rất là mềm mịn nhá. Đấy, và liên kết vào nhau như thế này, đảm bảo khi các bác rửa này, nó sẽ rất là mềm mịn cho em, chứ nó không thô ráp như cái dòng khăn khác trên thị trường nhá. Đây, hàng em hàng loại một, dày dặn từ màu sắc cũng nhìn trông rất là khôn luôn. Nó rất là đẹp, rất là mềm mịn như này cho em luôn các bác nhá. Đấy, rửa rất là thích luôn. Thì với cái mã sản phẩm mà khăn mặt Hàn Quốc này, em ôm được lô rất là lớn nhá, nên là giá cả vô cùng là dễ chịu cho các bác luôn. Trên thị trường cũng như các shop khác người ta đang bán là 55-60k. Nhưng riêng đến với shop Như Thiết em trong buổi live ngày hôm nay nhá, em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi, chỉ có 45k trên 10 em khăn này thôi các bác nhá. Các bác không nghe lộn nọ, chỉ 45k. Đấy, tính ra thì chỉ có 4.500 trên một chiếc khăn mặt thôi. Quá rẻ luôn, các bác sử dụng vài tháng sau, đấy chúng ta tái sử dụng cho cái việc làm khăn lau nhá, cũng vẫn rất là ok, rất là bền luôn. Nhà bác nào đông người thì mỗi người chúng ta một màu nhá. Đấy, hoặc chúng ta mua về để sử dụng cả năm luôn. Đó, cứ vài tháng thì chúng ta thay mã khăn một khăn một lần. Đấy, để đảm bảo cái việc đấy, giữ gìn vệ sinh rất là tuyệt nhá, mà lại rẻ. Đó, rất là xịn sò luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em cái mã khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng loại 1, 10 sản phẩm 45k các bác nhá. Tiếp theo em gửi tới các bác một mã sản phẩm đó là mã keo xi măng dẻo nha các bác nhé. Một cái mã sản phẩm quá là tiện ích luôn và siêu rẻ luôn các bác nhé. Siêu rẻ, siêu tiện ích đây này, rất là mềm. Các bác mua về này, đấy có thể là mềm nắn và vít bất kỳ vào cái vị trí nào nhá. Rất là ok luôn và xi măng sẽ khô sau trong vòng 15 phút sau nha các bác nhé. Đấy, mềm dẻo như đất nặng luôn nhưng mà là keo xi măng. Em sẽ cho các bác xem một cái đoạn video như thế này để các bác dễ hiểu. Hãy phòng ngừa ngay trên chính ngôi nhà của bạn, đừng để mối hậu họa xảy ra như trên tin tức. Nếu mà nước các thầu xây dựng đấy, nếu các ống nước bị dò hở này, hoặc các lỗ điều hòa này chưa được fit này, đấy các ống nước này, hỗn hợp polypropylene và xi măng trắng giúp gia cố những ngóc ngách từ lỗ điều hòa, lỗ chuột, đường ống nước bị dò rỉ, hay thậm chí là cả ổ điện bị vỡ nứt. Cách sử dụng đơn giản, sau khi bóc vỏ phải ổ điện vỡ nứt cũng ok các bác nhé. Đợi vài tiếng keo sẽ khô và cứng lại, chất liệu thân thiện với môi trường, không độc hại, an toàn khi sử dụng, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí mua nguyên vật liệu và công thợ sửa chữa. Đặc biệt, keo xi măng có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống thấm nước ưu việt. Mua một lần, các bác thấy tuyệt vời không ạ? Cũng không hư hại hay biến dạng. Keo xi măng dẻo đa năng, dành đấy, cho rất là tuyệt vời luôn. Tặng ngay 300 suất ưu đãi đầu tiên, mua 4 tặng 1 và miễn phí giao hàng. Với mã sản phẩm này thì em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi nhá. Đấy, cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có 5k trên một bịch này thôi ạ. Đấy, chỉ có 5k trên một bịch này thôi nhá. Các bác mua lấy chục bịch, hai chục bịch về. Đấy, các bác vít vào bất kỳ này, ổ điện này, dò rỉ vòi nước này, hay là ống điều hòa này, hay là bất kỳ cái vị trí gì mà tường bị lở lét chốc chét nhá. Các bác vít hết vào cho em, keo xi măng này rất là thông minh luôn. Bác nhanh tay cho đơn cho em. Chỉ có là 5k. Đấy, em bán giá siêu đãi cho một like ngày hôm nay nhá. 5k trên một túi, đấy, thương hiệu đến từ Nhật Bản, an toàn cho các bác tha hồ sử dụng nhá. Và tiếp theo em sẽ tổng xả kho một cái mã hàng đó là nồi cơm điện Cuckoo nhá, đến từ thương hiệu Korea Hàn Quốc treo này. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em nhá. Cái mã này thì rất là xịn sò, em bán được cả 1.000 nồi rồi.
Đầu tiên thì các bác mở nồi cơm ra quan sát giúp em bên trong. Nó sẽ là có một cái lòng nồi niêu như này cho em nhá. Lòng nồi niêu thì nó sẽ đảm bảo là nồi lòng nồi rất là sâu. Đấy, 1.8 lít nhưng mà thể hiện trên đây có thể nấu được đến tận 2.2 lít luôn. Sử dụng cho nhà đông người 4 đến 5 người nhá. Với cái mã nồi cơm 1.8 lít này cũng thoải mái luôn. Có khách có khứa dùng cũng rất là ok luôn các bác nhá. Rất là dày dặn cho em này. Các bác nghe tiếng dày dặn này. Đấy, để đảm bảo sao ạ? Cái nhiệt nó chuyển vào nồi cơm ấy, nó sẽ chín đều. Đấy, và cái phần chống dính của nó sẽ chống khê, chống cháy tuyệt đối nhá. Đấy, xịn sò cho em luôn, hàng nhập khẩu xịn sò nha các bác nhá. Đấy, và bên trong lòng nồi thì sẽ có một cái cuộn dây điện và một cái mua sới cơm như này luôn. Đấy, để cho các bác sử dụng luôn nhá. Đây là cái phần bên trong của nó này bác này. Đây là cái phần đĩa điện nhá. Đây em chỉ luôn để các bác dễ dàng quan sát. Cái phần đĩa điện này cực kỳ là rộng để làm sao? Nó sẽ đảm bảo là nó truyền nhiệt. Đấy, cho cái nồi cơm nhanh sôi, chín đều nhá. Rất là ok luôn các bác ạ. Thì tiếp đến là phần nắp vung này, với cái phần gioăng cao su nhá. Rất là chắc chắn như thế này. Đấy, nó mút cái nồi cơm khi mà sôi cạn nước rồi, nó sẽ giữ nhiệt. Đấy, để cho nồi cơm nó chín bằng hơi, cho cơm nó chín mềm dẻo, giữ được độ ngọt của cơm nhá. Đấy, rất là ok luôn này các bác này. Đây là cái phần sử dụng bằng cơ nhá. Bác ấn ở đây là mở vung này, đậy vào là đậy nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Còn đây là cái mặt đằng trước của nó nhé các bác nhé. Sử dụng cơ cho em hoàn toàn luôn. Các bác ấn xuống nó sẽ là nấu, bên đây sẽ là bật đèn. Các bác cắm điện nó nổ đèn bên đây là nấu nhá. Đấy, là các bác ấn xuống cho em mà nấu. Khi chín nó sẽ tự động ngắt và nảy sang nút ủ cơm cho em này. Đấy, ở đây sẽ có phần cắm ổ điện ở bên trong lòng nồi em giới thiệu đấy ạ. Đấy, và các bác chỉ việc cắm và dẫn vào nguồn điện 220V là sử dụng rất là ok rồi nha các bác nhé. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Và với cái em nồi cơm điện Cuckoo đến từ thương hiệu Hàn Quốc này, em đang có chương trình đặc biệt tri ân khách hàng nhé. Sale xả tri ân khách hàng đặc biệt luôn các bác ạ. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. Với cái mã sản phẩm này, đấy, giá em đang bán ở trên thị trường 1 lít sẽ là 320k. Đấy, thì em xin được sale xả xuống với một mức giá chỉ còn là 290 thôi bác nhé. 290 thôi, đấy, một con số rất là ấn tượng luôn. Và với 1 lít 2 đang là 380, em sell xuống cho các bác chỉ còn là 350k này. Và tiếp đến 1,8 lít là 430 thì em sell xuống còn là 300, còn là 400 bác nhá. 400, đấy, và em bao ship luôn cho các bác luôn nhá. Đấy, các bác nhanh tay lên đơn cho em. Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít giá mới sẽ là 290, 1 lít 2 là 350k và 1 lít 8 sẽ là 400k các bác nhé. Đấy, 1 lít thì sẽ phù hợp với lại 2 đến 3 người ăn này. Và 1,2 lít thì 4 người ăn nha các bác nhé, 4 đến 5 này. Và đây tiếp tục là 5 đến 6 người ăn nhé. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác đó là cái mã bộ chuyên chén hoàng gia cỡ đại nhé. Bên em mới về số lượng rất là nhiều luôn. Các bác chú ý quan sát vào màn hình giúp em ạ. Với một chiếc bình như này thì dung tích nhé của nó các bác có thể chứa tới 1 lít cũng như là hơn 1 lít rượu cho em. Đây các bác nhìn kỹ quan sát vào màn hình này. Đó, giúp em nhé. Đấy, hình này, các tòa lâu đài, tòa tháp vô cùng là đẹp luôn. Mang phong cách châu Âu nhé. Mang cả cái châu Âu đến cái không gian phòng khách cho gia chủ nhé. Vô cùng là đẹp và tuyệt vời luôn. Phần cổ của bình thì được đính hai viên đá sapphire màu vàng nhé. Vô cùng là đẹp và lấp lánh như thế này cho em luôn. Rất là to luôn các bác nhé. Đây, đây là cái phần nắp này. Phần nắp của nó tay cầm cũng vô cùng là đặc biệt này. Thiết kế này, kiểu dáng vô cùng là dễ dàng sử dụng cho em nhé. Đây là trong bình ạ. Hợp kim đồng vô cùng là sáng bóng luôn. Cái phần quai của nó này, cái phần quai của nó cũng như là phần vòi của nó nhé. Phần vòi của nó thì là họa tiết hoa lá tây, vô cùng là mềm dẻo như này luôn cho em, uốn cong nhé, mềm mại như này. Tay cầm thì là hoa lá tây cổ nhé. Đấy, hoa lá tây cổ này. Đấy, chạy viền như này vô cùng là đẹp cho em nhé. Vô cùng là đẹp và tinh tế và không các bác, hai mặt như nhau nhé. Các bác đặt mặt nào thì cũng vô cùng là đẹp và nổi bật rồi. Và tiếp theo đến sẽ là 6 chiếc tách nhé, 6 chiếc ly như hình cho em. Và chiếc ly nào cũng mặt trước mặt sau đều được đính đá sapphire như này cho em nhé. Với họa tiết này, đấy, họa tiết châu Âu nhé. Vô cùng là đẹp với những tòa lâu đài và tòa tháp này. Tay cầm cũng là hoa lá tây, vô cùng là mềm dẻo. Đế thì là đế bồng như này cho em nhé. Đế bồng cho em, đây, trong ly này. Đấy, vô cùng là đẹp và tuyệt vời như này nhé các bác nhé. 6 ly, kèm theo đó là một chiếc khay nhé. Một chiếc khay bản của nó vô cùng là rộng luôn các bác ạ. Rộng là 30 xăng nhé. Em đo rồi, 30 xăng luôn. Kèm theo đó là 6 viên đá sapphire nhé. 6 viên đá quý sapphire.
với những cái đường viền hoa lá tây dập nổi hoa hồng nhá, hoa hồng kiểu Pháp cho em này. Đấy, rất là đẹp và rộng rãi như thế này. Đấy, mặt trước và mặt sau của sản phẩm nha các bác nhá. Các bác mua về để trưng bày ở những cái phòng phòng khách hoặc tủ rượu. Đấy, hoặc là trên ban thờ nhá. Đấy, cũng vô cùng là đẹp và độc đáo luôn. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng để rót rượu tiếp khách thì nó cũng nói lên cái đấy, nói lên cái sự quý phái đẳng cấp đấy, cũng như là phong cách nhá của gia chủ nhá. Vô cùng là tuyệt vời phải không các bác? Các bác lên đơn luôn cho em với cái mã bình rượu hoàng gia cỡ đại này nhá. Em xin gửi tới các bác với một mức giá vô cùng là ưu đãi, đó là 680k nhá. 680k bên em xin được bao ship ạ. Các bác lên đơn luôn cho em nhá. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được gửi tới các bác đó là cái mã máy may mini gia đình này nhá. Một cái sản phẩm vô cùng là hữu ích luôn. Đấy, một sản phẩm thông minh và vô cùng hữu ích. Đầu tiên khi các bác nhận được hàng thì trong đai trong kiện của nó sẽ đầy đủ cho em là một bàn ga như này nhá. Một bàn ga để đạp chân máy này. Đây, các bác cắm luôn ở vị trí bên trên giúp em như này nhá. Và tiếp theo là các bác sẽ nhận được một cái củ sạc như thế này. Các bác cắm vào nguồn điện 220 cho em và tiếp đến là cắm xuống cái nút dưới nhá. Đấy, thế là chúng ta đã có một cái máy may để chúng ta sửa sang quần áo hay là may những cái đồ linh tinh mà chúng ta thích rồi. Vô cùng là tuyệt vời, không phải cầm ra tiệm mất thời gian nhé. Và trước khi may thì các bác hãy kiểm tra cho em là ở bên dưới nhé, nó sẽ có một cái suốt như này và bên trên nó sẽ có một cái suốt đánh chỉ như này nhé. Đây, em tặng các bác rất là nhiều những cái thoi suốt đánh chỉ rồi, 1, 2, 3, 4 kèm với 2 suốt ở bên trên là 6 suốt nha các bác nhé. Đấy, và bây giờ thì chúng ta đi vào may nhé các bác nhé. Các bác lắp cái này vào cho em. Khi các bác muốn may ấy, thì các bác nâng cái chân vịt này lên cho em nhé. Để cho vải vào này, nâng cái chân vịt này lên. Đấy, và các bác xoáy cái kim này, để cho cái kim này nó nâng lên như này. Và bắt đầu các bác nhét cái vải vào nhé, nhét cái sản phẩm mình muốn may vào ấy. Và bắt đầu này, các bác hạ chân vịt xuống cho em. Và các bác chỉ việc đấy, hạ chân ga như này thôi. Và chiếc máy may của chúng ta may này, các bác nhìn này, đường chỉ vô cùng đẹp nhất, vô cùng tuyệt vời luôn. Đấy, may thoải mái luôn, sửa sang quần áo vô cùng là tuyệt vời luôn như này cho em nhé các bác nhé. Đấy, các bác có thể chỉnh như một cái con máy may mà khi chúng ta đi làm ở công ty vậy, tuyệt vời nhé các bác nhé. Các bác lên đơn luôn cho em với cái mã may mini. Đấy, tiện ích vô cùng luôn, con may mini gia đình này nhá, thiết kế thông minh nhỏ gọn này, may vô cùng là tiện ích với một mức giá vô cùng là ưu đãi luôn, đó là 190k các bác nhé. Chỉ 190k cho con máy mini này thôi, em tặng kèm 4 suất nhé. Các yên tâm lên đơn giúp em. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác đó là cái mã bàn chải đánh răng bằng than tre hoạt tính luôn các bác nhé. Đó, vô cùng là xịn sò cho em, đến từ xuất xứ của Hàn Quốc các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn giúp em ạ. Cái phần lông của nó thì vô cùng là mềm mượt nhá. Đấy, vô cùng là mềm mượt và mềm như thế này thì sẽ giúp chúng ta khi mà đánh răng thì sẽ không bị chảy máu chân răng. Đó, không bị ảnh hưởng tới lợi nhá, viêm níu nhá. Đấy, không bị viêm chân răng, viêm níu cho em này. Đó, các bác nhìn này, thân của bàn chải thì được làm bằng nhựa APS nhá, vô cùng là chắc chắn và an toàn cho người sử dụng cho em. Trên cái phần tay cầm thì có cái phần chống trơn trượt nhá, để khi mình đánh mình có cái điểm tì. Đó, điểm tì để cho mình đánh cho nó chắc chắn này. Đó, sản phẩm vô cùng là đẹp, thiết kế nhỏ gọn và thời trang như này cho em các bác nhá. Với một cái mã sản phẩm than tre hoạt tính bàn chải đánh răng này thì em xin gửi tới các bác một mức giá vô cùng ưu đãi, bởi vì em lô ôm được cái lô khá là lớn, giá thành rất là hạ giá cho các bác luôn, giá cực đẹp cho bác luôn. Nó là chỉ có 5k, 5k trên một sản phẩm bàn chải đánh răng than hoạt tính này thôi các bác nhé. Các bác lên đơn luôn giúp em ạ. Tiếp theo đó là em sẽ gửi tới các bác hai cái mã nhúng lẩu nhá. Này, hai cái mã nhúng lẩu bên em mới về đây. Đó, vô cùng là tuyệt vời luôn cho các bác này. Cái dịp cuối năm Tết đến xuân về, quây quần bên gia đình với cái thời tiết xe lạnh này, ăn cái nồi lẩu nhá. Thì nồi lẩu thập cẩm thì vô cùng là tuyệt vời luôn. Thì chúng ta sẽ nhúng mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí. Thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái con nhúng lẩu này là quá là hợp lý cho em nhá. Ví dụ các bác nhúng một ít thịt bò này, thịt bò tái chúng ta nhúng đây, hay là nhúng thịt gà, hay là lòng, hay là bất kỳ cái gì nha các bác nhá. Đấy, nhúng cá. Thì mỗi giỏ nó sẽ là một loại thức ăn. Đến khi mà chúng ta nâng lên mà chỉ việc bỏ ra đĩa, nguội nguội xíu là chúng ta ăn nóng hổi luôn các bác nhá. Chứ nó không bị chìm, không đáy nồi, nó không bị khê, cháy hay là mất nhá. Đấy, rồi đến cuối cùng cái sản phẩm mình thích ăn thì nó đã rơi xuống đáy nồi, nó dai rồi, nó khó ăn rồi, nó mất ngon rồi nhá các bác nhá. Đó, thì các bác sắm cho em hai cái con này luôn cho em. Và em xin sale sốc xả sốc cho các bác luôn. Đó là cái mã này em chỉ gửi tới các bác với một mức giá nhá. Đây, các bác nhìn cho em này,
tay thì là rỗng luôn. Đó, cách nhiệt tuyệt vời luôn. Đấy, ni nốc loại một sáng bóng cho em luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé. Em xin gửi tới các bác cái mã này, núng lẩu bằng ni nốc nhé. Với một mức giá chỉ có 40k thôi các bác ơi. Chỉ có 40k con này thôi. Các bác mua cho em 2-3 sản phẩm này, nhúng mỗi thứ một tí thì nó không bị lẫn lộn nhé. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Còn với cái mã sản phẩm này thì chúng ta mua về vừa có thể nhúng bún này. Đấy, nhúng bún, nhúng mì nhá, để nấu ăn buổi sáng rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là chúng ta nhúng lẩu. Và cái điều tuyệt vời của nó là nó có một cái kẹp ở đây nhé các bác nhé. Nó có một cái kẹp ở đây. Đấy, chúng ta không cần phải khó khăn khi là đặt, khi là sử dụng. Chúng ta chỉ việc kẹp vào cái cạnh nồi như thế này thôi. Nó là nó sẽ giữ nguyên luôn cho chúng ta. Và khi cảm thấy 1 phút, 2 phút khi mà đã chín, đã tái rồi thì chúng ta nhấc ra. Nó là xong xuôi, ok các bác nhé. Không sợ chìm. Tay của nó này cũng là cách nhiệt rỗng như này cho em. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và với cái mã nhúng này, lưới nó dày hơn một chút xíu nha các bác nhé. Thì các bác nhúng những cái đồ nhỏ cho em. Thì em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 80k nha các bác nhé. 80k cho cái con nhúng bún này. Các bác lên đơn cho em ạ. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được xả cho các bác nhé. Một cái sản phẩm rất là quan trọng, rất là cần thiết trong cái dịp Tết đến xuân về. Để dọn dẹp nhà cửa nhé, lau thử cái không gian nhé. Em xin test luôn, bóc luôn cho các bác một cái sản phẩm này. Rất là tuyệt vời luôn. Đó là cái mã chủ quét mạng nhện bên em nhé. Đấy, được thiết kế bằng nhựa silicon hình cầu tròn như này cho em. Đấy, cái lông rất là mềm mịn, đảm bảo khi quét đó, nó có những cái cạnh sắc ở bên trên, đảm bảo khi quét là chúng ta sẽ vợt hết những mạng nhện và bụi bẩn nhé. Rất là tuyệt vời cho em luôn này. Đấy, cái quả cầu này bằng nhựa silicon mềm mỏng cho em này. Và tiếp theo là một cái cán nhé. Đấy, một cái cán này bằng inox cho em, vô cùng là chắc chắn. Chúng ta có thể kéo dài nhé, có những cái đầu rút như này để chúng ta rút vào, hoặc là xoáy ra nhé các bác nhé. Rút vào hoặc xoáy ra như này. Dài tận 3 mét cho em các bác ạ. Dài tận 3 mét thoải mái cho các bác quét trần nhà nhé. Đấy, vô cùng là chắc chắn và sáng bóng như này cho em luôn. Đó, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Không đẹp, không xịn. Cho các bác quay đầu em không nói một lời. Tiếp đến là sẽ kèm theo tặng các bác một cái con móc phơi quần áo nhé. Nhà bác nào cần phơi hay là cần móc lấy những cái đồ trên cao, phơi hành, phơi tỏi, phơi quần, phơi áo thì các bác chỉ được lắp và cho em như này, xong đâu đó các bác kéo dài ra cho em nhé. Đó, rất là tiện ích 2 trong 1 cho em luôn. Và với cái mã hàng này, em xin gửi tới các bác với một mức giá vô cùng là ưu đãi luôn. Chỉ có 80k thôi các bác ạ. Em sell sốc, xả sốc chỉ có 80k thôi nhé các bác nhé. Các bác lên đơn cho em. Đấy, chỉ có shop như thiết bán với một mức giá vô cùng ưu đãi luôn ạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là cái mã lưới bắt quái này nha các bác nhé. Đấy, lưới đăng bắt quái này. Một cái mã sản phẩm để cho các bác cuối tuần nhá, thư giãn này, bẫy cá, đấy, bẫy tôm cua ốc hến ở ao vườn nhà mình, hoặc là đi chơi đi du lịch, bẫy sông ngòi nhá. Đấy, đi cùng bạn bè rất là tuyệt vời luôn. Một cảm giác rất là thú vị khi chúng ta thả cái lưới này xuống và khi chúng ta cất lên thì có rất nhiều cá trong đây nha các bác nhá. Thì em xin hướng dẫn các bác sử dụng ạ. Đầu tiên các bác lật lên. Đấy, các bác cho mồi vào trong đây cho em nhá. Và sau đấy là các bác buộc chặt lại cho em ở cái phần đít này. Đó, buộc chặt lại giúp em nha các bác nhá. Và tiếp đến thì các bác thả xuống. Đấy, thả xuống cho em như thế này. Và đây các bác có thể nhìn thấy em ạ. 8 cái lỗ này sẽ là 8 cái lỗ mà tôm, cua, cá ngửi thấy mùi thính thơm hoặc là thức ăn nhá, sẽ giúp vào cho em bắt những con cua đồng, cá đồng rất là tuyệt vời luôn. Con cá sông, ao sông đến vài ký bẫy này cũng vẫn rất là ok cho em nhé. Này các bác quan sát giúp em ạ. Nó chia thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, 8 cái lưới sắt này. Rất là cứng cáp và chắc chắn cho em luôn. Như này luôn các bác ạ. Ở đây sẽ có một dây buộc tay cầm để xách nhé. Đấy, xách này. Để các bác thả xuống này. Đấy. Thì khi các bác thả đăng như này. Đấy, tự tay mình cất lên. Những con tôm, con cua, con cá dù to hay nhỏ thì cũng rất là thú vị luôn. Và đi du lịch cùng bạn bè rất là tuyệt vời nhé các bác nhé. Thì cái mã sản phẩm này khi các bác rút vào này, đây sẽ trên đây nó sẽ là cái đầu rút nhé. Các bác tưởng tượng như cái ô ấy, các bác thả ra. Các bác thả ra, các bác rút lên như này cho em. Này, trên đây nó sẽ có cái để rút ra, rút vào như thế này nhé các bác nhé. Đấy, các bác rút ra nó sẽ rộng ra như này. Và khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta kéo vào. Nó như chiếc ô vậy, nó lại gọn tiện như thế này cho em luôn nhé. Đấy, rất là nhỏ gọn và gọn tiện như này. Chúng ta sẽ cho vào cái, em sẽ gửi kèm theo một cái túi ni lông như này cho các bác nhé. Để khi các bác không sử dụng nữa thì các bác chỉ việc nhét vào đây thôi cho em này. Đấy, rất là gọn luôn. Thi thoảng em cũng được thả ao ông bà thì cũng được bữa cua. Đấy, hoặc là bắt được con cá. Rất là thú vị và tuyệt vời luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em nhé. Cái mã này, lưới bắt quái nhé. Đấy, gồm 8 nan này. Rất là chắc chắn và cứng cáp như này cho em. Đó.
với một mức giá vô cùng ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhé các bác nhé. Chỉ có 60k thôi ạ. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu, chỉ có 60k cho cái em này thôi nhá. Đấy, tiện lợi, đấy, vô cùng là thú vị luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em nhé. Mã bắt quái 60k.